Xin chào toàn thể bà con đã quay trở lại với kênh video của công ty Tiến Linh. Ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn bà con cách đan dao và cách lắp cái bộ dao lên luống này của máy TL655 nhé. Thì trước tiên thì bà con chuẩn bị cho tôi là hai cái trục dao 5 khớp này nhé. Thì đây, trên tay tôi cầm là cái dao, trục dao này là trục dao 5 khớp, trục dao vuông nhé. Dao lên luống và chuẩn bị cho tôi là 5 lưỡi dao, chuẩn bị cho tôi 5 lưỡi dao bên trái này và 5 lưỡi dao bên phải. Trong đó thì trong mỗi vế của chúng ta sẽ có một con dao cong. Một dao cong đây nhé. Và chuẩn bị cho tôi là ốc 10 dài 3 này và lòng đen vênh này, cung 10 này. Rồi. Thì đây, nhưng mà con đã thấy này, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành đan dao nhé. Bây giờ bà con cầm cái trục dao này, đây, và bà con nhìn này, cái điểm bắt dao này nhé, thì là bà con lấy cái điểm bắt dao này từ trong cái chuông này, bà con đan con dao cong vào trong nhé. Thì đây, bà con đan này. Đan cái lưỡi dao về đằng trước này thì tôi sẽ đan bên phải trước này. Đây. Bà con đặt nhé. Lưu ý bà con là đan cái con dao cong này sát vào đây nhé. Cái điểm bắt dao cong này thì sát vào mấy cái mặt chuông này là bà con sẽ đan con dao cong này. Con đặt này. Tiếp đến thì bà con cắm các cái lưỡi dao này vào nhé. Đây, chỉ cần cắm các cái lưỡi dao bên phải này vào thôi này. Đây, thì tôi đang tiến hành đan bên phải trước này. Lưu ý là bà con là khi đan ấy thì là chúng ta cái lưỡi này của chúng ta sẽ hướng về đằng trước là và theo chiều kim đồng hồ nhé. Đây. Chúng ta chỉ lấy bên lưỡi dao bên phải thôi. Nhìn này. Đây nhá. Đây, vừa rồi thì tôi đã hoàn thành đan cái vế dao bên phải này. Tiếp đến thì tôi sẽ đan bên trái này nhá. Thì cũng như bên vế phải thì bà con lấy cái điểm bắt dao sát với cái miệng chuông này, bà con đan cái dao cong này vào này. Đây. Đây chúng ta đặt tiến về trước rồi cái lưỡi dao thì lên như này thì nó sẽ cái lưỡi dao của chúng ta sẽ là đang ở phía trái thì chúng ta sẽ ngược về ngược chiều kim đồng hồ. Chúng ta cũng chỉ cắm cái lưỡi dao phía bên trái vào thôi nhé, không cần phân biệt bên dao lưỡi dao bên phải đâu. Chúng ta chỉ cần cắm lưỡi dao bên trái vào thôi.
rồi thì tôi đã hoàn thành đan cái bộ dao lên luống của dao của máy vun TL655MS. Thì trong quá trình bà con đan dao, bà con còn thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thì hãy liên hệ trực tiếp về số hotline của công ty. Đội ngũ kỹ thuật của công ty Tiến Linh sẽ luôn giải đáp mọi thắc mắc của bà con. Xin chào và hẹn gặp lại.